Minh Phượng xin chào ông bà, cô chú và các bạn. Sáng hôm nay mình đi chợ, mình mua một con vịt xiêm này cả nhà. Ở ngoài quê thì gọi là ngan. Mình đã làm và rửa với muối sạch sẽ rồi. Thường thường món này thì mình nấu bún sáo măng, mà hôm nay mình không có nấu măng, mình sẽ nấu với sả thôi. Đổi món, mình sẽ ướp vào đây là hạt nêm, đường đường ăn kiêng 2 viên, muối, một chút xíu đường mình hay sử dụng nữa cho nó ngon, bột ngọt, tiêu và ớt bột. Đã ướp này trước rồi, xíu nữa mình cho thêm miếng ớt trái nữa. Và đây là ớt trái mình trồng này, mình để trong tủ lạnh nhiều lắm, bây giờ mình lại sẽ lấy ra mình ướp luôn. Nhà mình có bé nhỏ cho nên là mình sẽ không có cắt ớt ra mà mình sẽ cho nguyên trái. Làm như vậy sẽ bớt cay. Đó. Ớt này cay lắm, mình trồng nhiều lắm, mình cứ để ngăn đá vậy có ăn quanh năm luôn, lỡ lúc mưa gió không có trồng được á cả nhà. Và mình sẽ ướp vào đây là sả với hành tím luôn. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên và mình ướp đây từ 15 tới 20 phút. Cả nhà biết không, hồi ở quê á, mà ngày mùng 5 tháng 5 á, đến ngày đó là em hay đi chờ với mẹ. Ở quê em là ở Quảng Trị á, đến ngày đó là ở chờ người ta ăn bún vịt chứ không có ăn thịt gà, ít ai ăn thịt gà lắm, đa số là ăn bún vịt. Hồi đó ở quê á, mợ em á, nhà cầu mợ là làm bún bán á. Ngày mùng 5 tháng 5 là em hay phụ mợ ra ở chợ quê bán bún. Những ngày đó là bán bún rất là được luôn, thức cả đêm để làm bún, bán rất là được luôn. Cho nên những ngày mà mùng 5 tháng 5 em ở Sài Gòn này nè, em hay thường làm món bún vịt cho cả nhà ăn á, gợi nhớ lại quê hương. Mình đi xa rồi mình vẫn lưu luyến, có một cái gì đó khó tả cả nhà. Hồi đi học có một câu câu thơ, trong bài thơ mình khi mình học thì mình thấy bình thường, đến khi năm 19 tuổi mình vào Sài Gòn thì mình thấy câu thơ này rất là hay và ý nghĩa luôn. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỏng hóa tâm hồn. Khi mình đi vào Sài Gòn rồi mình có cái gì đó, mình lại nhớ quê hương, mà khi mình về quê hương êm đềm thì mình lại nhớ cái cuộc sống ồn ào ở Sài Gòn. Đó, nãy giờ nói chuyện với cả nhà là mình đã đảo xong rồi, bây giờ mình để đây từ 15 đến 20 phút. Bây giờ em sẽ đi lặt rau ngò này để chuẩn bị. Đó, lặt rau ngò này, lặt rau sống này, lặt hành lá này. Đó, là mình quay lại là mình nấu là xong đó cả nhà. Mình sẽ cho nước mắm vào luôn đó cả nhà. Chút xíu nữa quên. Cả nhà ướp sao mà vừa ăn khẩu vị của gia đình mình là được. Nhà mình thì các bé là thích ăn vịt xiêm. Vịt xiêm nó ngon. Mình với ông xã thì ăn vịt gì cũng được hết, mà các bé thì thích ăn vịt xiêm hơn. Trong lúc đợi chờ thịt vịt thấm thì bây giờ em sẽ đi cắt là hành lá, 2 củ hành tây với ngò. Chồng em thì thích ăn cái đầu hành này nhiều nên em sẽ để cái đầu hành này ra. Xíu nữa mình nấu, còn cái hành lá thì mình cắt vừa ăn. Tiếp đến mình sẽ cắt ngò luôn. Nấu món này á là phải có sả và hành tây, ngò, hành lá thì nó sẽ át đi cái mùi thịt vịt. Tại vì thịt vịt á cũng có một số người không ăn được á cả nhà. Hành tây thì mình cắt mỏng mỏng,
Mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ ra vườn hái rau sống để ăn chung với bún cho nó ngon. Nãy giờ mình ra mình hái được chừng này rau rồi nè. Giá là mình mua này. Rau xà lách này là mình mua, còn rau thơm khế nhà trồng mình sẽ hái một ít lá giang nữa. Đó, ăn kèm, có rau gì ăn đó cả nhà. Đó. Ăn rau gì cũng được hết á. Mình trồng rau sạch, còn có những loại rau mà mình không trồng thì phải đi mua. Đó, mọi thứ ít xíu nữa cắt khế vô nữa. Ăn ngon. Đó, hái lá giang. Đó. Rồi, mình đi vô đây. Vô mình nấu bún đây. Vô mà mình hái thêm ít lá tía tô nữa. Đây, cái tía tô nhà mình trồng nè. Đấy. Đó, trồng hai cây là dư ăn rồi cả nhà ơi. Mình ăn nó lên hoài. Rồi mình ăn xong nó già rồi thì mình lấy cái nhánh á, mình cắm xuống. Đó, một lần ăn là nắm, mọi thứ nắm. Đó. Mình lấy cái cành già mình cắm xuống là có ăn quanh năm luôn. Đó. Mình đã vào nhà rồi, bây giờ mình sẽ phi hành tím, bỏ chút xíu dầu thôi nha cả nhà. Tại vì trong vịt này nó da vịt nó có dầu rồi, có mỡ rồi, mình cho một chút xíu dầu thôi. Phi hành tím lên cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho vịt vào. Xèo 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 xèo, thơm quá. Bây giờ mình sẽ đảo đều lên cho vịt nó săn lại nha cả nhà. Sau đó thì mình mới đi nấu nước bình siêu tốc, rồi mình đổ vào đây mình nấu cho nó nhanh. Nấu cỡ 30 phút là được à. Mình mua vịt xiêm này, con mái này. Mình mua là ở Sài Gòn này là 1 ký, người ta bán 100 ngàn đó cả nhà. Mình mua con vịt này là ký 8. Vịt xiêm mà mua con mái á, nó nhẹ ký mà thịt nó nhiều. Đó. Và nó thấm. Mình mua con này 180 này. Ăn cả nhà sướng luôn. Mình xào xanh vịt lại thì mình làm như vậy thì khi mình ăn thì thịt vịt rất là chắc và thơm, thấm tháp gia vị nha cả nhà. Làm như vậy là ai ăn cũng khen hết á. Đó, đây là món truyền thống ở quê hương Quảng Trị mình nè. Nhà mình thường nấu như vậy á. Miếng thịt nó săn lại như vậy là được rồi nha cả nhà. Mình sẽ cho nước bình siêu tốc vào đây và nấu trong vòng 30 phút tiếp theo nữa. Hồi ở quê nhà mình có nuôi cái con ngan này cả nhà nè. Nhà mình nuôi 2 con. Mà nó biết bay á cả nhà, mà nó dữ lắm. Vào đây thì mình mới biết là con vịt xiêm là con ngan. Còn ngoài quê nhà mình thì cứ gọi là con ngan đó cả nhà. Còn vào đây mình không có nghe ai gọi ngan nữa. Đó, mỗi ở nơi có mỗi cái cách gọi khác nhau cả nhà ha. Giống như hồi mình ở quê á, mình vô Sài Gòn á, quê mình gọi mì chín, còn Sài Gòn thì gọi là bột ngọt. Ngoài quê mình gọi củ sắn thì ở trong này gọi là củ mì. Nhiều tên khác nhau lắm. Còn củ sắn á thì ngoài quê mình gọi là củ đầu á, còn đây gọi củ sắn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp bàn lại và đợi chờ trong 30 phút. Trong 30 phút này thì mình sẽ đi làm một chén nước mắm thật là ngon để xíu nữa ăn. Tuyệt vời luôn, sẽ làm một chén nước mắm gừng nữa. Tuyệt luôn. Mắm thì mình sử dụng là gừng nè, tỏi nè, ớt, mình giã nhuyễn và mình sử dụng là bột ngọt, một muỗng, một ít đường trắng và 2 viên đường ăn kiêng. Ăn đường ăn kiêng cho tốt đó cả nhà. Đường ăn kiêng này mua trong chỗ tiệm thuốc tây á. Mình cắt một ít ớt nữa để xíu nữa mình sẽ múc nước mắm qua chén này cho chồng mình ăn ớt nhiều, còn các bé thì ăn ít cho nên mình phải làm như vậy á, không bỏ ớt hết qua đây thì các bé ăn sẽ cay á cả nhà. Và mình vắt vào đây là 3 trái tắc. Nhà bà nào thích ăn nhiều thì vắt nhiều. Mình sẽ vắt vào đây là 3 trái tắc.
Sau đó mình cho nước mắm vào, quậy lên là xong. Rồi mình sẽ múc cái chén nước mắm bên này qua bên đó cho chồng mình ăn. Đó, ngon lắm. Ăn thịt vịt là không thể thiếu gừng. Đó, thêm miếng nữa. Đó, xin nữa gắp miếng thịt vịt chấm vào cái nước mắm này cũng ngon nữa. Đó, quậy lên cho nó tan. Đó, làm nước mắm chấm vịt thì mình làm nguyên chất, không có pha. Đó, bây giờ mình sẽ múc qua bên đây cho chồng mình. Chồng mình là thích ăn gừng nhiều, ớt nhiều, tỏi nhiều. Đó, đó, một mình chồng ăn từng đó, còn mấy mẹ con từng này. Vậy là xong, phần nước mắm rất là đơn giản. Nãy giờ mình làm thì xoay qua là nồi thịt vịt nó đã chín rồi cả nhà ơi. Thơm phức luôn. Đó, nấu nãy giờ bốc khói nghi ngút luôn. Nhà em nấu cái gì cũng nấu nhiều nhiều nước, tại vì còn con chó ở ngoài nữa, cho nó ăn nữa, cho nên nấu hơi nhiều nhiều nước. Nhà ai không có nuôi động vật thì nấu ít nước lại sẽ ngon hơn nữa. Nhà em thì cho nhiều nước. Bún nhà em cũng mua nhiều để xí nữa mình ăn, rồi mình cho mấy con vịt nhà mình ăn luôn. Đó, bây giờ em sẽ cho làm hành tây với hành đầu hành vào. Đó, sau đó mới cho hành lá với hành ngò vào. Và bưng ra múc lên bàn thờ cúng cho ông bà tổ tiên. Một tô đó, lòng thành con cháu ngày mùng 5 tháng 5. Sau đó là cả nhà cùng nhau quây quần hâm lại nóng và sẽ ăn, hoặc là để về ăn luôn. Sôi lại thì mình sẽ cho hành lá với ngò vào luôn cả nhà. Đó, nhà mình thích ăn hành lá ngò nhiều nên mình sẽ cắt nhiều. Còn bé út mình thì ăn ít à, gái út thì ăn ít, mới tập ăn cô chú ơi. Đó, hấp dẫn chưa. Đó, mình sẽ múc lên trên bàn thờ, xong rồi xí nữa mình sẽ múc ra một tô ăn cho cả nhà cùng xem cái đồ hấp dẫn ha. Trời ơi, mình nấu, mình tự nấu, mình vừa khẩu vị, mình khoái lắm cả nhà. Đó, ở miền Trung mình thì ăn ngọt ít thôi, bỏ đường ít lắm. Đó, mỗi vùng miền có một cách ăn. Nếu các bà nào miền Nam thì bỏ đường nhiều hơn. Đó, mình vào đây mình mới biết là nấu mấy món mà bỏ nước dừa cả nhà. Còn ở quê mình thì ngoài đó không có dừa nên sử dụng nước dừa ít lắm. Vào đây mình cũng học theo trong Nam này nè, nhiều nò món mình làm nước dừa. Đó, nhìn đẹp cả nhà ha, hấp dẫn. Đó, sôi lại là mình tắt ga thôi. Thì nữa mình sẽ ăn cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ múc đi cúng cái đã. Đó, bây giờ mình sẽ múc ra cả nhà. Nhà mình là có 4 chỗ, mình sẽ múc 4 tô. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa. Đó, múc lên trên cúng cho ông nội nè, phù hộ cho cả nhà nè, sức khỏe nè, chúc cho mọi người luôn hạnh phúc nè, yêu đời nè, trong cuộc sống nè, bình an nè. Đó, đó, luôn vui khỏe hạnh phúc nè. Đó, đặt cho ông nội rồi cả nhà mới ăn nè. Trời ơi, hấp dẫn quá, một tô giá trị. Đó, múc ra ngon mê ly mê ly. Trời ơi, quá ngon. Và ớt nè, có ớt xanh này ăn nó áp đi cái mùi vịt, nó ngon. Đầu hành nè, quá là hấp dẫn. Đó, vừa thì nóng quá cả nhà ơi, quá là hấp dẫn. Trời ơi, đúng là vịt, vịt xiêm, thịt không à, da mỏng nữa. Ăn vịt này da mỏng, ít mỡ nữa cả nhà. Đó,
Tí nữa mình sẽ đem xuống, bỏ bún vô. Đó, hâm lại nóng, bỏ bún vô. Còn cái nồi này là đem qua lại bên đó, chứ là ai thích ăn nữa thì ăn. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Chú ơi, mẹ tính ăn cho cô chú xem, mà bây giờ mẹ để em út ăn cho cô chú xem. Kính chào cô chú, ông bà và các bạn. Đó, bây giờ cô chú xem nè, đó, con gái anh nè. Đó, mẹ thì sẽ ăn là nước mắm nè. Đó, con gái có ăn nước mắm không? Con gái có ăn được nước mắm cay không? Không. Mắm gừng không? Đó. Cái gì chấm thịt. Đúng rồi. Lấy miếng nước mắm, mà sẽ lấy chén nhỏ cho con gái chấm thịt. Nhà con ăn nước mắm là thường hay múc riêng á, mọi người múc riêng. Mà nhiều lúc có khách tới thì mình múc riêng vậy mình ngại á. Mình sợ người ta nói mình phân biệt á, nên không có dám múc riêng. Còn trong nhà em mà không có ai thì cứ người múc chén nhỏ vậy ăn á cả nhà. Trong gia đình con ai cũng thích ăn nước mắm mẹ làm hết. Mà đây cô chú ơi. Cái nước đậm vị thanh thanh thơm thơm. Ngon hả? Ngon. Rồi mẹ con xin chào cô chú nha. Chúc cho cô chú luôn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống này nha cô chú. À. Con ăn miếng thịt vịt cho cô chú xem coi. Nè thịt vịt đó. Thịt xiêm á. Ngon. Đây này ăn miếng này. Trời ơi miếng thịt nó ngon. Chấm chung với nước mắm thần thánh mẹ làm. Đó, bây giờ ăn miếng thịt vịt chấm nước mắm cho cô chú xem nè. Đó. Bây giờ chấm nước mắm cay nha cô chú. Miếng thịt vịt nhìn ngon chưa nè. Thịt không à. Trời ơi. Chắc thịt. Chắc thịt đúng không? Chắc thịt. Vị như thế nào? Chấm chung với nước mắm thì đậm vị ngon, ăn kết hợp lại rất là ngon. Đó. Rồi xin chào cô chú đi, con xin chào cô chú đi. Con xin chào cô chú, ông bà và các bạn. Con chúc. Con chúc ông bà và cô chú và các bạn khi xem của mẹ, khi xem video của mẹ con luôn vui vẻ trong cuộc sống và biết thêm nhiều điều từ video của mẹ con, nhiều điều hữu ích. Con cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã xem video và ủng hộ cho mẹ con. Mẹ bye bye cô chú luôn nha.